đừng trở lại Việt Nam. Giữa rừng nguyện sinh tùng điệp mình, cạnh con sông Đồng năm 46 thành lập chiến khu đê. Dù thời tiết khắc nghiệt của thiên nhiên, thú dữ rét rừng quanh năm, giặc năm nhược điểm đây dồn ta. Nhưng chiến khu cũng có mặt thuận lợi, đất rừng gần sông suối trồng tỉa thức ăn. Nhờ rừng dừa che bộ đồi cây lá làm thuốc men, săn thú quang nuôi bộ đội trong chiến tranh. Bàn tay ta tất cả làm nên, có sức người sói đá cũng thành cơm. Hai cuộc kháng chiến lâm đổi thay, danh từ chiến khu đi vào lòng người. Chiến tranh cường độ cao, quân Mỹ cùng các chư hầu tập trung đánh phá chiến khu đê. Đêm ngày rải thám B-52 để bảo tồn ta đào đĩa đau, dưới hầm trú quân già làm việc đối phó ba thứ giặc đêm ngày. Cộp giữ giặc càng và phục kích ở rừng chiến khu, cây gỗ đều bị miếng bơm ghim vào. Đến năm tư tập kết động viên nhau, đi thì thắng lợi ở lại là vinh quang. Chiến dịch Hồ Chí Minh lực lượng hùng hậu, giải phóng đúng ngày 30 tháng 4. Nhân dân ngưỡng mộ chiến khu đê, thật nghe sự là chỗ dựa vững vàng. Nhớ biết bao ăn các đồng chí chia ngọt xẻ bùi, những anh hùng vì quốc dân thân hội tụ về đại tướng